Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ khui hộp tiếp một cái cần tự động của hãng Wera. Thì để trước khi mà khui cái cần này, để mình nói với các bạn một xíu, chia sẻ với các bạn một xíu về các loại cần. Tại sao người ta lại thiết kế ra những cái cần nhỏ như vậy, rồi những cái cần tầm trung như thế này, và những cái cần dài hơn. Không phải là tự nhiên nha các bạn, tất cả những cái đồ dùng mà chúng ta sử dụng á, cái gì nó cũng có cái lý do của nó. Để mình nói sơ với các bạn để các bạn hiểu. Ví dụ như cái cần nhỏ như thế này ha. Chúng ta nói về cái lực trước, chúng ta nói về cái lực mà chúng ta sử dụng trước. Tùy nhu cầu mà chúng ta sử dụng thôi. Ví dụ như cái cần nhỏ như thế này, cái cần tự động nhỏ như thế này, chúng ta sử dụng để mở những cái con ốc 4 ly, 5 ly, 6 ly, những cái con ốc nhỏ nhỏ thôi, không cái dùng lực nhiều giống như là ở chỗ cái tay thắng và cái tay côn. Chúng ta vặn vào những cái tay thắng và tay côn, những cái chỗ mà nó bắt vào trong cái ghi đâu á đó, chúng ta sẽ sử dụng những cái cần nhỏ như thế này, cái lực nó vừa đủ. Và nếu như mà chúng ta sử dụng cái lực này nè, cái cần này chúng ta vặn á, nó sẽ bị tuôn răng luôn các bạn, nó rất là mạnh, chúng ta không thể nào sử dụng cái cần này được. Và cái cần này chúng ta sẽ sử dụng cho những cái con ốc lớn hơn, có cái răng lớn hơn 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly đó, thì chúng ta mới sử dụng tới những cái cần như thế này và những cái đầu nó đó. Và khi mà chúng ta sử dụng những cái con tán, mở những cái con tán, những cái con ốc to hơn nữa, giống như cái đầu khóa cỡ 19 thì cái này còn xài được đi ha, 19, nhưng mà có nhiều chỗ cái này xài được, giống như là cái cốt sâu á. Nhưng mà có những cái như là vừa rồi mình mở của chiếc Abra RS 50 các bạn, nó có cái con cây cốt ở giữa, là cái cây cốt nối cái gấp sâu với lại cái sườn lại với nhau, thì nó sử dụng cái đầu khóa là 23. Thì cái cần này mình đưa vào mình mở 15 phút không được. Nó có những cái mà chúng ta sử dụng súng được, nhưng mà có những cái chúng ta không sử dụng súng được, thì chúng ta phải sử dụng thủ công thôi, là sử dụng bằng cái tay đòn như thế này. Nhưng mà cái này nè, cái tay ngắn này, cái tay tầm trung này, nó không thể nào mà sử dụng những cái đầu to như vậy được. Những cái đầu 23 các bạn bỏ vào mình vặn 15 phút nó không nhả, và mình phải đi mượn một cái cần dài hơn, cái cần dài hơn cái cần này đó, thì mình bỏ vào mình vặn một phát một là nó ra. Đó là cái lực của nó mới đủ cái lực để vặn cái con đó. Còn cái cần này nè các bạn, đứng vặn mãi không ra. Đó là nó là như vậy. Tại sao người ta thiết kế là ngắn, dài hơn, dài 1 mét cũng có nữa các bạn, và to hơn cũng có nữa. Đó là mình mới nói về cái lực thôi nha. Và bên cạnh đó là những cái đầu thì những cái con mà ngắn như thế này á, chúng ta sẽ sử dụng để vặn những cái con ốc mà cỡ 5 ly, 4 ly, 6 ly, những con ốc nhỏ thôi. Những cái đầu khóa cỡ từ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ha, những cái đầu khóa nhỏ nhỏ thì chúng ta sẽ sử dụng những cái đầu này. Những cái đầu khóa 10 nhỏ thì chúng ta sẽ sử dụng. Nhưng mà lên 12 rồi trở lên 12, 14, 14, 17, 19 thì chúng ta phải sử dụng những cái đầu to hơn như thế này. Đó, nó mới đủ cái lực. Thì nhưng mà ở trong cái phân khúc đầu đó các bạn, từ 14 á, 12, 14, 17, 19 đồ cho tới 20, 21, 23, 24, những cái đầu đó thì mà những cái chỗ mà chủ lực á, chúng ta buộc phải có những cái cần dài hơn. Đó là mình nói với các bạn là tại sao chúng ta sử dụng những cái cần tự động mà ngắn, dài, nó đều có chức năng riêng. Nói với các bạn hai cái cần mà mình bữa giờ vẫn xài, đó là cái cần của Kitsune, nhưng mà vừa rồi mình mở cái cốt giữa đó, nó rất là khó. Nó cần mình phải đi mượn cái cần dài hơn, cho nên hôm nay sẽ đầu tư cái bộ này. Giờ sẽ khui hộp cho các bạn xem cái bộ cần nối của cái thằng Wera này nhé. Đây là một cái cần, nó sẽ sử dụng chức năng y chang như cái cần này nha, nhưng mà nó sẽ có thêm một cái cây tiếp nối ở phía dưới nữa, nó sẽ làm cho cái cần dài hơn và tăng thêm cái lực, nó sẽ trợ lực cho cái cần tự động này. Đây là cái hộp của nó, mình quay cho các bạn xem nhé. Đó, sẽ có hai cái bên trong là những cái thông số của nó. Nó có cho chúng ta coi nè, chúng ta sẽ sử dụng được những cái đầu thông số bao nhiêu, nó sẽ có cho chúng ta như ở trên hộp mình sẽ ghi hết cho chúng ta rồi đó. Và mình sẽ mình sẽ cứ hợp với các bạn xem cái bộ cần này và cái bộ đầu nữa,
Đây là một cái bộ đầu lục giác sử dụng cho những cái cần này các bạn. Cái đầu này nó lực hơn những cái bộ lục giác trước mà mình quay cho các bạn xem nhiều. Những cái bộ lục giác trước mà mình quay cho các bạn là nó chỉ dùng để mở những con ốc mà không cần đến lực nhiều thôi. Nhưng mà những cái con này là chúng ta sẽ mở ở chỗ nào? Chúng ta sẽ mở ở chỗ những cái dĩa các bạn. Dĩa trước và dĩa sau. Đối với những cái đây, một cái trường hợp mà mình quay cho các bạn coi là tại sao mà cái T30 của mình bị gãy. Tại sao cái T30 mình bị gãy là mình chọt vào trong cái con ốc lục giác dĩa các bạn. Mình tháo mà con ốc nó bị chết rồi. Dạng như lâu ngày không tháo á, nó bị nước vào các bạn, nó bị oxy hóa và mình vặn và không có đủ lực và cuối cùng con ốc thì nó giữ yên và nó gãy luôn. Đó là một cái trường hợp đó. Cái này nó không đủ lực, cái này nó chỉ vặn những cái căn bản như những cái dàn áo, những cái con ốc mà các bạn vặn ở ngoài dàn áo hay cái bát bô này nọ thôi. Nhưng mà những cái con mà nó lực hơn là ở chỗ cái dĩa trước hoặc cái dĩa sau á, mình nói ví dụ là những cái chỗ như vậy á, nó dùng tới lực nhiều á, thì chúng ta phải sử dụng những cái đầu như thế này đó. Và cái đầu này nó sẽ được dùng chung với lại cái đòn tự động này. Bây giờ mình khơi cái đòn này trước rồi mình sẽ khơi cái bộ đó cho các bạn xem sau nha. Bây giờ mình quay cho các bạn xem cái bên ngoài rồi. Bây giờ mình sẽ khơi ra. Đây. Đó. Đây nó sẽ cho các bạn hai cái. Đây là cái đòn tự động đó. Quay ra và một cái tiếp nối, cái tiếp này nó sẽ làm cái trợ lực đó, nó sẽ nối vào trong cái tay hồi nãy để cho nó dài hơn và nó sẽ trợ lực. Và cái sách hướng dẫn bỏ vào bên đi. Bây giờ mình sẽ nói về cái này. Đây là cái cần, đây là một cái cần tự động của Quay ra. Các bạn thấy thông số của nó nè, nó sẽ cho các bạn xem là nó sẽ sử dụng được những cái đầu khóa size bao nhiêu, loại gì nè. Có khắc laser, logo Quay ra. Và cũng như thường lệ đó các bạn, cũng giống như những cái đòn tự động mà chúng ta hay sử dụng thôi, thì cái này nè, đợt, vặn qua phía bên trái là tháo nha các bạn. Còn vặn qua phía bên phải như thế này, chỉnh qua phía bên phải như thế này là vặn vào. Tháo ra là phía bên trái, vặn vào là phía bên phải. Nhớ nhé các bạn, vặn vào là phía bên phải nên nhiều khi các bạn không có biết là chúng ta tháo là chiều nào đó. Lúc mà chúng ta mở vào chúng ta vô tình chúng ta siết luôn là nó sẽ cứng cái con ốc, khó tháo hơn. Nhớ nhé, cứ vặn vào là để phía bên phải, còn tháo ra là kéo qua phía bên trái như thế này. Nhưng mà cái cần của Kintone này á, thì cái nút này nè các bạn, chúng ta không có dịch chuyển được. Mình mở thử cho các bạn xem một cái khóa, ví dụ như một cái khóa cái đầu hôm hai ha, cái đầu hôm hai của cái Kintone này chúng ta bỏ vào nè. Đó, như thế này, và chúng ta rút ra nó dễ. Đó, rút ra. Nhưng mà cái của thằng Quay ra này nó khác, nó có một cái nút nấm ở đằng sau nè, chúng ta sẽ nhấn vào, các bạn thấy không nè. Nhấn vào thì cái viên bi ở trên này nó sẽ rớt xuống thì chúng ta mới rút cái đầu nó ra được, nó khóa chắc hơn cái của thằng Kintone rất là nhiều. Thằng Kintone cái nấm này của nó nè, cái con ốc này của nó là nó chết luôn, nó làm im như vậy nó không có tháo ra tháo vô được. Và bên trong cái đầu khóa của nó có cái rãnh thả vào như thế này nè. Đó, và chúng ta tháo ra. Nói vậy thôi chứ cũng khó mà bị rơi lắm các bạn. Nhưng mà cái thằng của thằng Quay ra thì nó làm chắc cú hơn luôn. Là khi mà chúng ta muốn tháo ra chúng ta phải nhấn vào này nè. Các bạn thấy cái viên bi nó rớt xuống không? Đó, rớt cái viên bi xuống thì lúc đó chúng ta mới rút ra được. Nhiều bạn không biết chúng ta cứ giật chúng gắn vào chúng ta biết tháo, chúng ta cứ giật mãi nó hư các bạn. Phải nhấn cái nút này nè, nhấn cái nút này thì nó mới tháo nó ra được. Và bây giờ mình sẽ gắn thử cái tự động này vào cái tiếp này vào trong cái cần tự động nhé. Này các bạn thấy ở đây nó có một cái viên bi nè,
cái viên bi này nó sẽ rơi vào trong cái lỗ này nè các bạn. Đó, thì khi mà nó vào cái khớp của nó rồi đó, mà chúng ta muốn tháo ra, chúng ta cũng lấy một cái cây nhọn á, chúng ta chọt xuống cho cái viên bi này nó thụt xuống rồi chúng ta mới vặn nó được nha. Các bạn thấy cái lỗ nè, ta để cái này vào nè, các bạn thấy có hai cái lỗ nhỏ để chúng ta nhét cái viên bi theo nha, chúng ta phải coi theo đúng cái hướng của nó, đúng cái hướng của nó mới vào đó. Vặn qua đó rồi các bạn nghe một cái âm thanh là các bạn biết nó đã dính vào rồi. Đó, bây giờ nó chắc nè, không thể nào mà chúng ta xây được cái viên bi nó, khi mà nó vào nó nhả cái viên bi ra là nó siết cái cần lại luôn. Đó, như thế này, dài, dài hơn cái cần tự động của mình rất là nhiều, và cái này nó mới đủ cái lực để chúng ta tháo những cái con mà nó nặng hơn, các bạn nó cần cái lực mạnh hơn, nhiều hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Đó, chúng ta sẽ để tháo nó chắc hơn. Còn khi mà muốn tháo nó ra các bạn, như nãy mình nói rồi đó, các bạn sẽ cho vào trong cái lỗ nha. Đó, chúng ta vặn nó qua cho nó, trong đó để viên bi được, chúng ta rút nó ra. Đó, như thế này, đây là cái cần. Và bây giờ mình sẽ mở cái đầu giác để hỗ trợ cho cái cần tự động này. Cái này á, chúng ta sẽ sử dụng để tháo những cái thanh dĩa các bạn, những cái dĩa trước và cái dĩa sau. Nếu như mà lâu ngày chúng ta chưa tháo bao giờ, những cái con ốc mà nó bị chết đi, chúng ta sẽ sử dụng cái này thì đặc biệt luôn là làm phát nào ra phát đó luôn. Đó, đây là một cái bộ đầu của Vera, một cái bộ đầu giác bông của Vera. Đây là cái thông số của nó. Đó, thì lâu nay không có những cái bộ đồ này như thế này, thì khi mà mình tháo cái dĩa các bạn, đầu tiên là mình sẽ lấy cái búa mình gõ nhẹ vào trên các cái đầu của cái con lục giác đó cho nó nhả cái keo. Tại vì đối với những cái con ốc zin á, các bạn mua những chiếc xe zin về chúng ta mới lần đầu chúng ta tháo, thì ở bên trong người ta có bôi keo vào trong cái con ốc đó, và chúng ta phải gõ nhẹ trên cái đầu ốc đó cho nó rem á, cho nó rớt cái keo, nó nhả cái keo, lúc đó chúng ta mới dùng cái lục giác để chúng ta vặn. Nhưng mà vặn thì nó lại tỷ lệ hên xui, lúc có con ra có con không, chứ không phải lúc nào cũng ra. Mà trường hợp nó bị tuôn như vậy, chúng ta sẽ mang cái mâm chúng ta tới cái tiệm hàng để nó chấm cái muối hàng vào trong cái con ốc, nó tạo một cái con ốc mới và nó vặn ra, mất thời gian. Nhưng bây giờ chúng ta muốn vặn phát nào ra phát đó thì chúng ta đầu tư một cái bộ đầu như thế này. Bây giờ mình mở cho các bạn xem nhé. À, những cái đồ cao cấp của nó bỏ những cái túi vải như thế này thì nó đẹp hơn, giống như cái bộ lục giác nãy mở ra sao nó không có gì hết. Nhưng mà những cái bộ này nó có những cái túi vải và những cái logo bằng nhựa in nổi lên đó. Chồng cái này là cái gì dán ở dưới thì mình cũng không biết nữa, và một cái hộp cũng là một cái tem nhiều lắm nha các bạn, tem và một cái sách, một cái giấy hướng dẫn sử dụng. Đây, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Đầy đủ như lúc nãy mà mình có khơi hợp cái bộ lục giác kia, mình có nói với các bạn là nó thiếu những cái tê lớn hơn như T45, T50. Cái này nó có tới T55 và T60. Cái này chắc mình không biết khi nào mới dùng tới nó quá. Mà các bạn thấy là những cái tê như thế này là T30, T27, T25, T20, T40 đó các bạn. Những cái này là chúng ta sẽ sử dụng để tháo, để có một dịp nào đó mình sẽ làm cái video mình hướng dẫn các bạn để phân biệt được ốc 8 ly, 6 ly ha. Ốc 6 ly, 8 ly, cái đó nếu như các bạn biết, các bạn việc mà các bạn chọn ốc các bạn mua nó dễ lắm. 8 ly, 6 ly, 4 ly, 5 ly và dài bao nhiêu phân đó, các bạn phải hiểu được những cái khái niệm đó, thì khi các bạn dọn xe các bạn dễ để mua những cái đồ để chúng ta tháo ra, và chúng ta cũng sẽ dễ thay thế hoặc là đi mua chúng ta sẽ rành hơn. Chứ các bạn chỉ biết là con ốc dĩa gắn vào dĩa thôi, chứ chúng ta không biết là nó có gắn được cho con nào khác nữa không. Thì từ từ mình sẽ có thời gian mình sẽ chia sẻ với các bạn về đó, là ốc 8 ly gắn ở đâu và ốc 6 ly gắn ở đâu, đó dài bao nhiêu phân. Rồi ok, vì cái này là cái con cái T40 chúng ta sẽ thường sử dụng những cái con T40
thể tháo những cái con ốc dĩa các bạn, những con ốc 8 ly hoặc là cái gác chân sau, nếu mà chúng ta muốn nâng cấp lên những con ốc titan ruti này nọ các bạn. Đó, bây giờ nếu như muốn tháo ra thì cái bộ này chúng ta phải làm như thế này nè, vặn nó qua nha các bạn, nhìn này nha, để như vậy là dính chắc lắm, giữ chắc lắm, không thể nào mà tháo ra được. Nhưng mà nếu muốn tháo nó ra chúng ta phải vặn nó qua cái nè, đó, vặn nó qua mình một cái rồi chúng ta rút nó mới ra, thấy không, bỏ lại vặn lại nè, không bao giờ rớt ra được đó, không bao giờ rớt ra được. Nhưng mà nếu muốn tháo ra thì vặn qua cái đó, vặn qua bên trái rồi chúng ta rút nó mới ra, vặn lại không được nữa đó. Đây mình quay cho mày xem, đây là cái đầu của nó 40 quay ra đó, những cái này rồi nó cắt laser các bạn, đẹp lắm. Và gắn vào trên đây, gắn vào cũng vậy nha các bạn, không phải đẩy vào giống như cái thằng của Kintoni đâu. Kintoni hay những cái khóa thường là chúng ta việc đẩy vào là xong, những cái này muốn vào chúng ta phải nhấn vào cái này, nhấn vào để cho nó rớt cái viên bi, đẩy vào đó thì nó mới giữ được như vậy, các bạn thấy chưa đó. Và cái này là bách phát bách trúng luôn, khi mà chúng ta gắn cái này vào và chúng ta tháo cái con ốc dĩa ra là phát nào là nó ra phát đó, chứ nó không có cái những cái trường hợp như là bị tuôn răng hay bị cháy, bị chạy chọc gì hết đó. Cái này là, và nó đủ cái lực, nó đủ cái lực để các bạn để cái mâm á, các bạn để cái mâm úp xuống và các bạn vặn một phát là nó ra liền cái con ốc đó luôn. Đó là như vậy các bạn. Nhấn, giờ chúng ta muốn tháo ra đúng không, chúng ta nhấn vào mà tháo ra, nhớ nhé, nhấn cho cái viên bi này nó rớt xuống mình chúng ta tháo ra, gắn vào cũng vậy nè, nó có cái lỗ của nó nè, gắn vào đó. Đây là 40 và cái đầu này là cái đầu 60 này thì mình chưa có dùng đến bao giờ, to quá to. Các bạn để ý những cái đầu như thế này nè, nó dày cui như thế này nè, nó không có cái lỗ, khó mà bị gãy hơn đối với những cái đầu của thằng Kintoni, những cái loại đó các bạn, những cái loại mà ở giữa này nó có một cái đầu á, có một cái lỗ á, thì mình nó rất là dễ, giống như cái này nè, các bạn thấy không, nó có một cái lỗ giữa để vặn những cái con ốc đặc biệt á, những cái lục giác bông đặc biệt á, nó sẽ có cái lỗ bên trong để chúng ta đút vào. Nhưng mà như vậy thì sẽ dễ yếu á, đối với những cái đầu to như này đó. Thằng này thì mình thấy cái đầu này thì mình thích hơn. Này đi mua chúng ta phải nhìn kỹ, tại vì nó có rất là nhiều cái loại để chúng ta sử dụng này. Nó có những cái giống như nếu mà cái này to thì chúng ta sử dụng dễ mua được, chứ những cái mà nhỏ nhỏ, những cái nhỏ nhỏ sẽ dễ đụng tới những cái vấn đề liên quan đến những cái ngành khác, giống như những cái đó dùng để tháo, giống như tu vít đó các bạn, có những cái tu vít nhỏ dùng để tháo đồ điện tử thôi đó. Nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta mua lộn những cái đầu như vậy, chúng ta phải vặn cái xe mà nó đâu có đủ lực, cái xe của mình, cái con vít dẹp của nó, cái đầu bự hơn đó, đó là như vậy á, nó sẽ dễ bị nhầm lẫn vậy. Nhưng mà người bán, người ta rành thì người ta sẽ tư vấn cho các bạn hơn, chúng ta không rành thì lỡ mua nhầm nó về đổi khó lắm, và sử dụng nó sẽ dở. Nếu như mà chúng ta sử dụng những con ốc lục giác thường á, không phải những cái con ốc đặc biệt á, không có cái lỗ giống như vậy á, thì chúng ta cứ mua cái đầu như vậy là chắc nhất đó. Và hôm nay quay cho các bạn xem về cái bộ cần tự động nối của Vera, thì để bữa sau quay tiếp cho bạn cái bộ này nè, bộ đây cái bộ này thì nó tháo rời được những cái đầu ra luôn, còn cái này thì không có tháo được, rất là chắc, chắc có thể tháo được á, nhưng mà mình tháo tay thử thì không được, thấy chắc lắm rồi thôi. Thấy trên cái hộp bao bì của nó người ta cũng ghi nó là như vậy rồi, nhưng mà cái này thì có thể tháo rời được. Đây nè, để mai quay cho các bạn xem cái bộ này đó. Cái này là lục giác thường, bộ này là lục giác bông đó, bộ này là bộ lục giác bông. Còn cái cần là cần tự động đó, bữa nào sẽ quay tiếp cho các bạn xem về cái cần này và một cái cần lực hơn nữa, cần nó có thể nó đo được Newton đó các bạn, đo được cái lực của vặn ốc á, để sau quay các bạn xem. Chào các bạn nha.